rất là hiệu nghiệm và linh thiêng á mọi người. Đến chùa hãy sinh tâm hoan hỷ, vào cửa nên bỏ tánh tầm thường. Thì đây chính là cái điện chính, như là một cái phần hào quang mà chiếu thẳng vào điện chính, rất là trang nghiêm và cổ kính, với kiến trúc rất là cổ xưa ha. Bên này cũng thờ tự thêm một vị nữa bằng xếp hạng di tích thanh tịnh, tĩnh lặng và bình yên. Sau đó thì dùng những cái thanh này nè, chúng ta sẽ gài lại. Đây là một cái bàn thờ thờ ông Địa và ông Thần Tài, bay vòng vòng cái cây sung đó. Đây chính là miếu ngũ hành. Nếu mọi người có thấy cái trái vú sữa mình đang quay không ạ? Cái giấy cũng rất là cổ ha. Ây da, hơi nặng nha. Đấy, trong này người ta cũng có để nước luôn ha. Wow, đây có một cây me cổ thụ rất là to nè mọi người. Hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đến tham quan Thanh Minh Tự, là một trong những cái điểm nhấn giao giữa lòng thành phố biển Phan Thiết. Không gian ở đây thì nó sẽ mang ở kiến trúc hoài niệm, không gian khá là đẹp ha. Thanh tịnh là những điều mà cái miếu ngũ hành Thanh Minh Tự này đem đến cho mọi người cùng xem. Chùa Thanh Minh Tự vốn là một công trình kiến trúc cổ, có nhiều giai đoạn lịch sử thăng trầm, trải qua rất nhiều sự tàn phá của chiến tranh và thời gian. Chị ơi, cho em hỏi về đây là mình đang thờ tượng gì đây hả chị? Dạ. Dạ, dạ anh hiểu. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, rất là linh thiêng đúng không chị? Hiệu nghiệm và linh thiêng. Người dân ở đây có nói thì đây là tượng Phật Bà, rất là hiệu nghiệm và linh thiêng á mọi người. Nên mọi người nếu như có dịp ghé ở nơi đây thì mọi người hãy đến và thắp hương cho Phật Bà ha. Sau mình nói những cái mong muốn mà mình nói những mong muốn của mình với tượng Phật Bà. Có tương truyền rằng vào thời vua Tử Đức năm Bính Tý 1986, những thành viên của hội Thanh Minh đã bỏ công xây dựng ngôi chùa Thanh Minh Tự, đến nay đã được 142 năm. Thanh Minh Tự được phục dựng theo kiến trúc đặc trưng nguyên gốc với kết cấu nhà gỗ hai gian, mái ngói lợp theo kiểu âm dương và bằng chạm khắc biểu tượng con rồng. Gian điện thờ chính của chùa dùng để thờ ngài Tiêu Diện Đại Sĩ, nhân vật được dân gian quan niệm là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngoài ra, ngôi chùa có thờ phụng thêm các vị thần tiên khác, trong đó có miếu ngũ hành thờ năm vị thánh mẫu Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Hàng năm tại chùa Thanh Minh Tự có 3 ngày lễ chính: lễ Tế Xuân vào ngày 20 tháng Giêng, lễ Thanh Minh vào tháng 2 hoặc tháng 3 và lễ Thu ngày 10 tháng 8 âm lịch. Lễ lớn nhất là lễ vào dịp Thanh Minh. Bây giờ mình sẽ đi một vòng để mà tham quan những khu vực còn lại của Thanh Minh Tự. Ở đây thì có một cái bảng tóm tắt lịch sử hình thành của Thanh Minh Tự. Thì ở dưới là có một con rùa. Ôi, mọi người ơi, mình nhìn chú rùa này á, con mắt của nó rất là có hồn á mọi người. Wow, cảm giác như là nó đang sống á mọi người, chứ không phải là rồi tự nhiên nổi da gà luôn. Cảm giác như là nó đang sống chứ không phải là một cái pho tượng bằng xi măng hay bằng đá gì đó mình không biết ha. Nhưng mà cảm giác cái nó đang sống đó. Có lẽ như là con mắt của nó được gắn hai viên đá màu xanh, đá màu ngọc á, nên cảm giác rất là sống động ha. Thì đây là cái tóm tắt lịch sử hình thành Thanh Minh Tự. Mình thấy người dân đến đây và cầu nguyện với tượng Phật Bà Quan Âm hồi nãy rất là thành tâm. Ở đây có một cái câu nói ở phía sau cái bia này á, thì nó nói là đến chùa hãy sinh tâm hoan hỷ, vào cửa nên bỏ tánh tầm thường, hòa thượng thích thiện siêu.
Ở đây thì mình thấy có những cái đây có một cái bụi hoa mai. Hoa mai giờ nó nở hết rồi ha. Không khí lạnh mấy hôm nay ập đến. Đây là có một cây khế. Cái khế này có trái luôn nha mọi người. Ở xung quanh Thanh Minh Tự thì sẽ có những cái một cái rãnh nước nhỏ ha, xung quanh luôn. Dưới này thì mình thấy có cá. Từ phía bên này mà có thể nhìn qua được bên kia của cái tượng Phật Bà Quan Âm ha. Cảm giác ở đây rất là bình yên, nghe thấy tiếng chim hót. Mọi người nhìn thấy cái mái nhà thì có rất là nhiều chim bay ở trên đó ha. Xung quanh đây thì có những cái khu vườn trồng hoa mai. Ở đây có một cây cây trang màu hoa màu vàng mơ rất là đẹp ha. Hồi nhỏ nhà mình cũng có một cây như vậy nè, nhưng dần dần thì không biết nó đâu nữa. Ở đây thì có một cây khế nữa, cây khế rất là trĩu quả nha mọi người. Đây, biết mọi người thấy quả của nó không ha? Để mình quay cái quả của nó nè. Đó, có một cái khế đó, có những trái khế đó. Đây thì có sẽ có một cây bưởi nữa. Bên này thì có một cây cây trang màu đỏ. Ở bên kia thì có những người đang thắp hương cho Phật Bà Quan Âm. Và mình thấy những cái hành động như là người ta dùng tay để vuốt tượng, sau đó là buộc lên đầu của mình ha. Những hình ảnh rất là quen thuộc của người Việt Nam. Khi mà cái này gọi là xin vía nha mọi người. Cái này gọi là xin vía nha. Thì đây chính là cái điện chính. Cái đền chính để thờ tự ha. Nhìn rất là cổ kính và trang nghiêm. Bây giờ thì mình sẽ tiến vào cái đền chính này ha. Khi mình vô những cái nơi trang nghiêm như vậy thì mình nên bỏ giày dép ở bên ngoài nha mọi người. Trong này thì mình thấy chỉ thờ mỗi tượng Thích Ca Mâu Ni. Rất là trang nghiêm và cổ kính với kiến trúc rất là cổ xưa ha. Trong đây thì từ bên ngoài mọi người có thể nhìn thấy được ở phía bên ngoài ha. Phía bên ngoài của cái điện này. Cái cửa ở đây cũng rất là cổ nữa mọi người. Người ta không dùng cửa kéo hay là cửa gì ha. Thì cái cửa này á, người ta sẽ cầm nó lên và sắp vào những cái rãnh nhỏ này nè. Sắp vào những cái rãnh nhỏ như vậy đó. Thì cái cửa rất là cổ xưa ha. Đây là những cái ống mà tạo ánh sáng và giúp cho thoáng gió hơn ha. Bên này thì có một cái chuông đồng. Ở sau của cái điện chính thì sau này sẽ thờ những cái bài vị. Thờ những bài vị này mọi người. Bên đó là bài vị chữ không phải chữ Việt Nam nên mình cũng không có đọc được. Bên này cũng thờ tự thêm một vị nữa.
mình không thấy tên của vị này ha, nên mình không có biết được. Bên khu bên này sẽ cũng có những bài vị tiếp theo luôn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đây là mình đang quay phía trên cái ngói của những cái bàn thờ. Bên này thì đi tới cái điện chính thì mình sẽ có một cái trống ở đây. Ở bên này thì có một cái bảng mà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bình Thuận tặng, đó là bằng xếp hạng di tích tỉnh, cấp tỉnh và thành phố. Di tích kiến trúc nghệ thuật Thanh Minh Tự và Miếu Ngũ Hành. Ở phía sau đây thì có những cái bàn chắc là dùng để tiếp khách ha. Những cái bàn được làm bằng gỗ, được sơn màu nâu rất là đẹp và nhìn rất là bình yên. Và cảm giác như là mình vô đây là mình sẽ gạt bỏ được, như cái bia tấm bìa hồi nãy á, thì vô đây thì mình sẽ gạt bỏ những thứ tầm thường ở đời sống ha, ở đời thường. Thì vô đây sẽ mang một không khí là thanh tịnh, tĩnh lặng và bình yên. Đây chính là cái cửa mà hồi nãy mình quay cho mọi người xem phía trước đó. Những cái tấm ván đó, thì cái cửa này á, thì sẽ được là đưa những cái tấm ván này vào đây. Sau đó thì dùng những cái thanh này nè, chúng ta sẽ gài lại. Đây, gài lại ha. Cái cửa này cũng rất là xưa rồi. Bên này thì có một cửa sổ thì cũng tương tự luôn ha. Bên này có một cái tủ cũng gỗ bằng gỗ luôn. Bên này thì có một cái tượng à. Bên này thì có một cái bàn thờ nhỏ, thờ những cái thờ ông Địa và ông Thần Tài. Đây mọi người, đây là một cái bàn thờ thờ ông Địa và ông Thần Tài. Bên này thì mình thấy có một căn phòng ha. Căn phòng này là nơi mà những cái người cư ngụ tại đây thì người ta sẽ ở, thì mình không tiện vô ha. Đây trong này thì mình thấy có những cái đồ vật dụng nấu ăn, bàn và giường ngủ. Đây thì có một cánh cổng nữa này mọi người. Cánh cổng này thì mở ra. Mọi người thấy ở trên này nè. Đó, mình đang quay. Đó, chim bay rất là nhiều quá mọi người. Mình không nhìn rõ là chim gì ha. Nhưng mà bay nãy giờ bay hoài, bay vòng vòng cái cây sung đó. Bên này thì có cây sung nè. Đây là ở vị trí đó chính là cây sung. Bên này thì có cây vú sữa ha. Đây nè. Chút xíu mình sẽ chạy qua đó mình review cho mọi người xem. Từ cái điện chính thì mọi người thấy là ở phía ngoài kia là biển và ánh nắng mặt trời sẽ chiếu thẳng vào cái điện chính của chúng ta. Và cảm giác như là được tiếp thêm một cái nguồn năng lượng từ thiên nhiên, được tiếp thêm nguồn năng lượng từ mặt trời. Và cảm giác thì rất là ấm áp và như là một cái vầng hào quang mà chiếu thẳng vào điện chính của chúng ta vậy đó mọi người. Chú ơi chú, cho con hỏi cái là bên đây có hai cái ngôi, một cái điện chính và một cái miếu. Thì đây là miếu Ngũ Hành, còn bên kia là Thanh Minh Tự đúng không chú? Dạ, cảm ơn chú. Thì mình thấy có một chú địa phương, chú dân địa phương, chú đi ở ngoài ha. Thì hồi nãy mình đi vô thì mọi người thấy ở đây sẽ có hai di tích lịch sử, đó là điện chính, đó là Thanh Minh Tự, và một cái miếu nhỏ ở bên này gọi là miếu Ngũ Hành ha. Thì vừa rồi thì mình đã dẫn mọi người đến tham quan Thanh Minh Tự. Bây giờ thì mình sẽ bước vào miếu Ngũ Hành. Miếu Ngũ Hành thì trong này có thờ Năm Bà ha. Ở trên này thì chim bay rất là nhiều quá mọi người. Để mình sẽ tiến vào trong miếu ha. Trước khi tiến vào thì mọi người nhớ để dép của mình ra nha. Đây chính là miếu Ngũ Hành, có thờ Năm Bà ha. Trong này thì có mùi hương, mùi nhang rất là thơm đó mọi người. Bên này thì có 3 bài vị. Khi mà mọi người vô đây á, thì mọi người nên giữ trang nghiêm hết mức có thể nha. Mình phải thực sự là trang nghiêm để mình bước vào đây.
bên này cũng có thêm 3 bài vị nữa. Còn đây là từ phía bên trong anh, mà nhìn ra phía bên ngoài của miếu Ngũ Hành. Phía sau đây là kiến trúc của Thanh Minh Tự, là mọi thứ đều được xây bằng gạch hết nha mọi người. Còn bên này sẽ là miếu Ngũ Hành. Đây sau này sẽ có một cái khu vườn. Trên này thì trồng vú sữa ha, vú sữa rất là nhiều trái. Đây, biết mọi người có thấy cái trái vú sữa mình đang quay không ạ? Ở bên này thì có một cái giếng. Cái giếng cũng rất là cổ ha. Sẽ có những cái mà quay để mà lấy giếng lên. Sau đó thì có một cái gáo. Đây là cái gáo này mọi người. Đây. Wow. Ồ, dưới này có nước nha mọi người. Nó lại gây gần biển. Và có nước giếng. Rất là trong, trong veo luôn. Mọi người thấy rất là trong không? Trên cái giếng này sẽ được chạm trổ những hình hoa sen, những cái hình lá. Ở bên này sẽ có một cái lu để mà múc nước. Đây sẽ có thêm một cái gáo luôn ha. Cái gáo múc nước này mọi người. Đó. Để mình dỡ cái lu ra coi có nước không. Ấy da, hơi nặng nha. Đấy, trong này người ta cũng có để nước luôn ha. Wow. Đây có một cây me cổ thụ rất là to này mọi người. Cái me cũng có trái ở bên kia ha. Đây thì có một cái cả đây có cây nho này mọi người. Mình thấy có cây nho ha. Đây chính là cái cây nho, cái lá nho. À, người chăm sóc ở đây thì người ta đã cho những cây nho này leo vàng lên đây để mình tìm có cái trái nào không ha. Đó, mọi người vô đây mọi người thấy cái cây nho á, thì nếu như có trái á, thì để vậy nha, đừng có hái nha. Để cho nó đẹp á. Đi ở phía sau cái điện chính, đó là cái Thanh Minh Tự, thì chúng ta sẽ thấy là những cái đầm sen, một đầm sen. Ở đây có một cái đầm sen này. Ở bên kia thì sẽ là một cái công viên nhỏ. Còn đây là phía sau của miếu. À, đây là phía sau của Thanh Minh Tự. Sau này thì có nhà vệ sinh, có toilet ha. Rồi, và như vậy là mình đã dẫn mọi người đi tham quan một vòng quanh hai di tích lịch sử tại thành phố Phan Thiết, đó là Thanh Minh Tự và miếu Ngũ Hành. Thì nếu mọi người có dịp đến thì mọi người có thể đến đây và tham quan, cũng như là thắp nhang, thắp hương để mà cầu mong những điều tốt đẹp đến với mỗi người ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở lần sau. Bye bye.